Xin chào tất cả anh em chơi audio và đang quay trở lại với kênh YouTube của Lê Khôi Audio. Và hôm nay Lê Khôi Audio tiếp tục giới thiệu tới anh em một siêu phẩm rebound đen đến từ hãng Dinaco. Đó là bao Dinakit 70 và rì Dinakit Bát 2. Về hình thức nó đẹp xuất sắc, cứ như mới sản xuất nha. Về tiếp tục là em giới thiệu về cấu tạo của bao Dinaco. Đó là đến một bóng nguồn GZ34 của Sylvania Mỹ, bóng công suất L34, hai cây Dinaco bài Mula Made in Britain, hai cây của Westinghouse Electric, hai cây rì của Dinaco, tất cả là hoàn hảo và bao rất đẹp, rất mới ha. Đây là con bồi luôn ha. Em chùi thử cho anh em xem ha, bóng loáng. Nếu như chùi xong là bóng loáng, sử dụng các cái OPT rất là to, gọi là nguồn tăng phô đó, đo rất mới. Rồi tiếp theo là về rì, quá đẹp xuất sắc anh em ha. Rì này được đánh giá rất cao về chất âm nha, sử dụng hai cây rì của Anh nha, Brimmat, một cây ngồn và hai cây Puno nha, tất cả hoạt động hoàn hảo. Và hôm nay luôn tiện em sẽ test một đoạn demo với cặp loa Tannoy hai đường tiếng Bass 20 M20G của khách nha. Cặp loa thì đã bán rồi, âm bộ thì bao còn, mời anh em tham khảo nhé. Còn bây giờ xin mời anh em cùng nghe một đoạn demo. Em mở volume lên tí ha. Em đang quay ở độ xa 2m để anh em hình dung chất âm nha. Đưa lại gần một tí nha. Buồn dâng lên đôi môi, buồn đau khóe nước mi ai rồi. Buồn đi trong đêm khuya, buồn rơi theo đêm mưa trăng. Nhà em gần sân bay nên nó thấy ồn tí anh em ha, máy bay nó bay trên đầu á. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Chi tiết hình ảnh anh em vào kênh Facebook cá nhân Lê Khôi hoặc Khôi Lê Đình, hoặc là trên nhóm group chợ loa âm đi bài Sài Gòn. Đó là chợ do chính Khôi sáng lập và quản lý. Hiện tại có trên 40.000 thành viên đã tham gia giao lô mua bán, hoặc vào số Zalo 0962 828384 để xem chi tiết hình ảnh. Và bộ rebound đen này có giá sắp xỉ 40 triệu nha, anh em tham khảo qua. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.